Xin chào quý vị và các bạn. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh lại được tăng cường thêm xuống nước ta, kết hợp thêm với hoạt động của rãnh gió Tây ở các mực khí quyển trên cao, nên ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, với nhiệt độ trên toàn vùng ở ngưỡng rét đậm, khu vực vùng núi cao, trời rét hại. Dự báo từ ngày mai, khối khí lạnh sẽ suy yếu và biến tính, gió Đông Bắc trên khu vực Bắc Bộ sẽ chuyển sang hướng Đông đến Đông Nam, liên tục đẩy mây ẩm vào đất liền. Vì thế, Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vào sáng sớm. Còn ban ngày thì trời chuyển tạnh ráo hơn, nên nhiệt độ có xu hướng nhích nhẹ lên, phổ biến ở mức từ 17 đến 19 độ tại khu vực phía Đông Bắc. Còn tại khu Tây Bắc thì nhiệt độ cao hơn, đạt ngưỡng từ 19 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ. Phải sang đến ngày 11 và 12 tháng 2 khi khối khí lạnh suy yếu hẳn và lệch ra phía đông sẽ tạo điều kiện cho vùng áp thấp phía tây hoạt động trở lại nên trời sẽ giảm mưa, chủ yếu chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng. Còn vào ban ngày trời tạnh ráo, trưa chiều khả năng có nắng và nhiệt độ toàn vùng sẽ tăng lên tuyến tính mỗi ngày khoảng từ 1 đến 2 độ. Không khí lạnh liên tục tăng cường cũng chính là nguyên nhân gây mưa cho các tỉnh thành miền Trung. Dự báo hôm nay và ngày mai ở khu vực từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Khánh Hòa cũng có mưa rào rải rác do chịu tác động của nhiễu động từ ngoài biển vào. Cục bộ sẽ có nơi mưa với lượng khá, tập trung chính ở các tỉnh ven biển. Nên nhiệt độ trong 2 ngày tới vì thế chưa có sự thay đổi. Trời vẫn còn rét ở các tỉnh Bắc Trung Bộ với mức nhiệt từ 18 đến 23 độ. Khu vực Trung Trung Bộ là từ 24 đến 27 độ. Và từ 27 đến 30 độ sẽ là mức nhiệt của các tỉnh thành phía Nam Trung Bộ. Sang đến ngày 11 tháng 2 khi những hệ thống gây mưa trên khu vực đồng loạt suy yếu thì mưa sẽ giảm hẳn và thời tiết được dự báo sẽ chuyển tốt lên. Các hoạt động dân sinh của người dân sẽ lại diễn ra thuận lợi. Nhiễu động gió đông được dự báo cũng tác động đến các tỉnh phía Nam, nhưng mưa thì chỉ xảy ra ở một vài nơi thuộc khu vực ven biển của Nam Bộ. Còn các khu vực khác của Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn phổ biến là ít mưa, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ trong 3 ngày tới tại các khu vực này ít biến đổi, phổ biến vào khoảng từ 26 đến 29 độ ở khu vực Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Chuyển sang thời tiết trên các vùng biển, mặc dù khối không khí lạnh đang suy yếu dần nhưng trong đêm nay, gió Đông Bắc ở Vịnh Bắc Bộ vẫn còn duy trì mạnh cấp 5, tình trạng biển động vẫn còn xảy ra ở khu vực này. Nhưng sang đến ngày mai khi gió giảm xuống cấp 4 thì tình trạng biển động không còn nữa, việc ra khơi, đánh bắt và lưu thông hàng hải của bà con ngư dân sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên, tình trạng sương mù sẽ còn xuất hiện ở vùng ven biển, khiến cho tầm nhìn giảm thấp. Còn ở các vùng biển ngoài khơi xa, gió Đông Bắc cũng yếu đi nhanh trong đêm nay và ngày mai. Trên các khu vực biển Bắc, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cường độ gió Đông Bắc còn ở mức cấp 5, có lúc là cấp 6. Sang đến ngày 11 tháng 2 sẽ không còn nơi nào gió mạnh ở mức cấp 6. Và đến ngày 12 tháng 2 thì cường độ gió sẽ giảm mạnh xuống, chỉ còn ở mức từ cấp 4 đến cấp 5, biển lặng trở lại. Khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin kính chào và hẹn gặp lại!